À, rau phun lửa, rau phun lửa. À, xin chào quý vị đã trở lại với kênh. Hiện tại chính đang có mặt tại Bình Dương. À, phía sau chính là có hai con rồng rất là độc lạ nha cả nhà. Đó là biểu tượng của năm nay, năm con rồng. Nhưng mà hai con rồng này được làm từ hàng ngàn cái lu, rất là độc lạ luôn. Nó lạ cái là nó được làm từ những cái lu. Mọi người thấy không? Những cái lu lớn và lu nhỏ. Những cái lu nhỏ thì giống cái chum vậy đó. Nhưng mà là lu. Nói chung là cái vảy của con rồng nè, toàn thân của con rồng. Rồi cái răng, rồi những cái râu, rồi bốn chân, rồi cái sống lưng của con rồng được làm từ rất là nhiều kiểu cái lu nhỏ, lu lớn, lu nhỏ. Cho nên là có thể được xem như là hàng ngàn cái lu luôn nha cả nhà. Rồi, chính mời mọi người tiếp tục theo dõi câu chuyện nha. Đây là cận cảnh một con rồng, hai con rồng rất là độc lạ nha cả nhà. Con rồng này được làm từ hàng ngàn cái lu lớn nhỏ nha cả nhà. Thì mọi người thấy ha, thì trước giờ là hình tượng con rồng thì là được làm từ rất là nhiều vật liệu khác nhau, như có những con rồng được làm từ hàng trăm hàng ngàn cái bông hoa, và có những con rồng được làm từ hàng ngàn cái đĩa, cái dĩa lớn nhỏ. Thì đây là năm nay thì là năm con rồng đó. Thì ở Bình Dương thì người ta làm hai con rồng nha cả nhà, hai bên là hai bên đường là hai con rồng nè. Hai con rồng được làm từ hàng ngàn cái lu lớn nhỏ nha. Mọi người thấy không? Đó là cái thân của con rồng được làm từ những cái lu rất là lớn, rồi trên những cái râu với lại những cái vảy được làm từ những cái hoặc là những cái chân, móng chân của con rồng được làm từ những cái lu nhỏ, cái chum, giống như cái chum vậy đó, những cái lu gọi là cái lu nhỏ đi, vậy là chum, cái lu nhỏ đó. Ở đây là cái móng, móng vuốt, móng chân của con rồng. Đây những cái lu rất là lớn nha cả nhà. Cái thân của con rồng mà được làm từ những cái lu lớn. Mình nhìn uốn lượn rất là đẹp luôn. Thì mọi người đang là tranh thủ gấp rút để làm cho xong sớm hai con rồng này. Để đón xuân sang năm mới. Hai con rồng được làm từ hàng ngàn cái lu. Đẹp ghê chưa? Ở đây là người ta làm hai con rồng là nằm ở hai bên của cái cây cầu nha cả nhà. Ôi, phun lửa luôn kìa. Con rồng phun lửa luôn. Con rồng đang phun lửa nha cả nhà. Cái này buổi tối đẹp lắm nha. Cái này mà buổi tối là đẹp lắm á. Thì buổi tối là cái nhìn cái tia lửa nó rõ đó. Buổi sáng thì do giữa trưa nắng cho nên là cái tia lửa nhìn không rõ lắm. Còn buổi tối thì khi mà cái bầu trời xung quanh là nó tối lại thì lúc đó là nhìn cái lúc mà có tia lửa lên phun rồng phun lửa sẽ rất là đẹp, nó sẽ nổi bật. Bọn em kiếm thấy nên là bọn em quyết định chạy qua để check in thử. Từ nhà em qua đây là bao lâu rồi? Dạ, em học ở đại học Bình Dương. Học Bình Dương à? Dạ. Có định là sẽ giới thiệu cho thêm với nhiều bạn bè biết cũng đến đây. Em về thì em sẽ đăng lên thì cho các bạn coi. Trong năm mới thì thấy như thế nào? Rất là tự hào luôn. Mình lướt mình đâu đâu mình cũng thấy khắp cả nước ai cũng biết về Bình Dương của mình. Đúng rồi. Tự hào đúng không? Hai đứa bạn em đang là sinh viên đại học Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Tên xuất họ và tên đấy, cái thông tin vào bài em có hỏi tên gì? Em Cao Trung Kiên. Cao Trung Kiên. Em Nguyễn Quốc Hải. Nguyễn Hữu Hải. Dạ. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Dạ. Đây là hai thanh niên, hai chàng sinh viên ở Bình Dương đó, thì cũng đi ngang đây thấy thì cũng đây check in chụp hình đó. Hai con rồng này rất là dài cả nhà, dài chiều dài là bằng cái cầu luôn. Ở đây cái cầu nhỏ thôi, gần bằng chiều dài của cây cầu luôn nè. Tầm khoảng 20 mét á, con rồng dài khoảng 20 mét, uốn lượn quanh cái hai bên của cây cầu. Đây là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tàu bỏ luôn cũng bất tắc. Lưu hữu trình keo tàu bỏ luôn cũng bất tắc. Thì ở đây cũng phía trước của hai con rồng này cũng có những cái lưu nè, những cái lưu màu xanh nha. Những cái lưu màu xanh. Những cái lưu màu xanh này ta để dọc theo hai bên đường. Đây nữa nè, ở đây nè. Thì nói chung là ở đây là ta để lưu rất là nhiều luôn. Thì hai con rồng được làm bằng lưu rất là độc lạ ha. Ồ cái này cái lưu màu đỏ nè, nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật. Phía trước nè, hai cái chỗ con rồng á, con rồng á nó nhả một cái giải ra, giải uốn lượn được xếp từ hàng ngàn cái chum. Một cái chum, cái lưu nhỏ. Cái chum à. Rất là đẹp luôn. Mọi người đến đây check-in quay phim chụp hình rất là đông. Thì ở đây là có một con hai con rồng, nó là được làm bằng những cái lưu rất là độc lạ luôn. Đây là làng nghề gốm sứ ở Bình Dương. Đó, đây là con đường dẫn vào khu làng nghề gốm sứ Bình Dương. Đó, thì ở đây thì cây trong cái cổng ở đường vào làng nghề thì người ta làm hai con rồng bằng lưu, rất là sáng tạo và độc lạ luôn. Đó, thì nghe nói ở khu đây thì người ta khu làng nghề đây người ta làm phần lớn người ta làm lưu rất là nhiều, cho nên là người ta sử dụng cái sản phẩm mà sản xuất hàng ngày của làng nghề để làm ra những con rồng bằng lưu rất là độc lạ luôn. Các thợ đang là gấp rút thi công thì sớm xong cái công trình hai con rồng độc lạ. Phía trước là ta cũng có lưu nữa không, lưu quá trời là lưu luôn, đủ kiểu lưu luôn. Con rồng này nó dài khoảng bao nhiêu mét không? Con rồng này thấy chiều dài này khoảng tầm gần 30 mét á. Bằng chiều dài của bằng cái cầu luôn. Nè đây là lưu rất là nhiều luôn, lưu lớn lưu nhỏ. Bắt ốc ở trong. Bắt ốc mỗi cái lưu khoan rất là chắc chắn luôn ha. Đây là cận cảnh hai con rồng được làm từ hàng ngàn cái lưu nha cả nhà. Rất là độc lạ luôn. Có 102 luôn. Những con rồng được làm bằng lưu có 102. Rất là độc lạ luôn nha cả nhà. Rồi quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy vui lòng đăng ký kênh để tiện cập nhật những thông tin mới nhất nha cả nhà. Kênh chuyên quay về độc lạ thì trong quá trình đi trên đường phố thì có gì hay về độc lạ thì chính sẽ quay là và đăng trên kênh. Cho nên quý vị hãy đừng quên ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ video mạnh lên trên các nền tảng xã hội nha cả nhà. Chính xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Đây là cận cảnh những con rồng được làm bằng lưu, hàng ngàn cái lưu luôn, rất là sáng tạo luôn ha. Lưu lớn lưu nhỏ nè ha, đó. Lưu lớn lưu nhỏ quá trời luôn.
những cái lu nhỏ nó uống quanh cái thân, rồi những cái lu lớn. Rồi trên cái răng của con rồng nè, răng của con rồng cũng bằng những cái lu nhỏ luôn. Răng của con rồng, râu, răng với râu của con rồng cũng được làm bằng lu luôn. Cái kiên là hai con rồng độc lạ của năm nay. Con rồng được làm từ hàng ngàn cái lu của làng nghề gốm sứ tỉnh Bình Dương. Con rồng mà được làm từ hàng ngàn cái lu rất là độc lạ luôn. Hiện tại là các nghệ nhân là đang gấp rút để làm cho xong con những con rồng được làm từ những cái lu nha cả nhà. Đó, ở đây nè, đó, công nhân người ta làm rất là nhiều đây. Ồ, ở đây mọi người thấy không, đây là phía trước con rồng có những cái chum nhỏ nè. Đó, rất là đẹp luôn, thủ vô một. Đây nè, cái râu của con rồng á cũng làm từ những cái lu nhỏ, cái chum. Này chân của con rồng ha. Cái móng chân của con rồng nè cũng được làm từ những cái lu nhỏ, mình gọi cái lu luôn đi. Cái xua miệng đó. Con rồng này rất là dài luôn nha cả nhà, hai con rồng luôn đó. Thì ở đây là khu làng nghề gốm sứ, cho nên như năm nay là ở đây là người ta làm hai con rồng rất là đẹp luôn. Năm nay là năm con rồng thì có rất là nhiều những con, có những ở khắp nơi người ta làm những con rồng rất là độc lạ. Thì riêng ở Bình Dương thì là có hai con rồng được làm từ những cái lu. Đây ta đang làm, các nghệ nhân đang làm. Cái răng nè không, cái răng của con rồng á, răng của con rồng cũng làm được từ những cái mọi người thấy không, đây rất là đẹp luôn. Hàng ngàn cái lu lớn nhỏ, đủ màu đủ kích thước luôn. Đội lân sư rồng nè, chuẩn bị là có chương trình múa lân đó, chúng nó có múa lân nha cả nhà, mọi người thấy không, rất là đông luôn. Hiện tại là có 100 người đang có mặt tại đây để theo dõi tiến độ hoàn thành của hai con rồng được làm từ hàng ngàn cái lu. Hiện tại các nghệ nhân cũng đang gấp rút để làm hoàn thành con rồng trong ngày hôm nay. Đó, đây lu quá trời luôn, đủ kiểu luôn, lu lớn, lu nhỏ, lu xanh, lu vàng, lu nâu, lu đỏ, đủ loại luôn cả nhà. Những cái lu gần thấy không, đó, rất là đẹp luôn. Bên này là cái lu màu nâu nè, đẹp. Bên kia có lu màu đỏ, lu xanh, lu vàng, lu đủ loại. Các nghệ nhân đang gấp rút để làm cho xong công trình ha. Đây là hai con rồng được làm từ hàng ngàn cái lu, là điểm nhấn của Bình Dương trong Tết năm nay. Hiện tại là các nghệ nhân đang lắp những cái răng của con rồng nè cả nhà. Những cái răng được làm từ những cái lu nhỏ. Mọi người đang là khẩn trương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.